Vâng, xin chào bác, chào bác trở lại trang kênh người xưa. Trước tiên rất cảm ơn bác luôn quan tâm tới bên em, ủng hộ em suốt lần qua. Bác nào mà chưa kênh em muốn đăng ký kênh, muốn đỏ khoản và dưới trang bên còn chuông để trước khi vào kênh bác thể cho nhiều like nhiều share. Bác nào like share nhiều thì em sẽ có giá tốt hơn tốt cho bác đó. Và đặc biệt là bác nào share nhiều, chia sẻ nhiều đấy, đánh tránh mất thời gian em vào luôn phiên hôm nay. Đây là mã số 01 nhé. Đây là An Ga Đòn Gánh của anh Trúc Xưa, con này sang 40, con này mắt thủy tinh váng dầu. Tất cả zin hết nhé. Dòng khi xuất được ngành ra thì dòng này họ ra luôn bằng ngay. Tuy nhiên dòng này thì giá thì rất là tốt, bởi vì sao? Bởi vì họ đưa ra cái giá rất là cạnh tranh đấy. Và con này của anh Cúc Xưa thập kỷ 1950, hàng chuẩn đau nhất nhé. Từ xưa nay em bán hàng chuẩn đau nhất là anh Đức Phát Mỹ rồi, rất yên tâm đấy. Và bọc vàng sáng ánh gương, hàng thật bọc vàng sáng gương, hàng giả nhái, những người trẻ để có đêm 3 4 ngày. Cầu giữa nó có chữ ăn ga 20 g tương đương 1/10 12 ghép, càng phải cũng ăn ga 20 g tương đương 1/10 12 ghép, chuỗi vàng nguyên zin. Tất cả thông tin về kính em đều ghi bên dưới video rồi, và kèm theo địa chỉ lâu năm, số điện thoại lâu năm, giá cả rất rõ ràng, rất yên an tâm luôn ạ. Và nó càng phải này nhá. Tiếp theo càng trái là frame Mary Explain, thông tin về kính đều ghi bên dưới video, cẩn thận lắm, kèm theo địa chỉ và số điện thoại lâu năm, rất ok rồi. Con này size 140 nhá, kính của anh Quốc Sơn thập kỷ 1950. Bác nào ở Hà Nội, gần Hà Nội qua địa chỉ nha em. Xem kính của đồ cổ xưa, đồ lính Mỹ, bác ở tỉnh xa hết sức yên tâm, bằng phương tiện bưu điện ô tô, máy bay, tàu hỏa, phương tiện thì nhanh nhất. Em cứ gửi phương tiện đó, thời gian gửi từ 1 2 ngày, chậm là 3 4 ngày. An Ga Đòn Gánh của anh Quốc Xưa thập kỷ 1950, size 140, hàng anh Quốc Xưa, hàng cao nhất nhé. Vâng, cái kính này giá rất êm ái, để trên các bạn của em hơn 2 năm bán tại nhà Trường Chinh, thì bên em luôn luôn đưa ra chính sách giá tốt, giá hợp tình, hợp lý, hợp ví túi quần lẫn túi áo các bác. Đấy, thế đấy mới hay chứ. Giá 8 triệu 2 và 8.200k, có là xuất sắc nhé, không có điểm trừ gì nhé, thành vách sắc nét đẹp. Giá là 8 triệu 2 và 8.200k, bọc vàng sáng gương của làng thật. Những đối tượng hàng giả nhái thì nó không hề công khai chỉ đâu, giấu địa chỉ điểm nơi đề, địa chỉ nơi nhằm nơi, địa chỉ chỗ khó nhìn, chỗ khuất, chỗ khó tìm, khó thấy. Đấy là chuyên bán hàng dầm giả nhái thế. Thứ hai, nữa là đối tượng nó lại để nó hay sơn chữ sơn trắng màu đỏ là số điện thoại, góc ngoài số điện thoại đây, Zalo, inbox Zalo màu đỏ đấy, để số điện thoại Zalo màu đỏ, inbox Zalo, nhắn tin có thể nhắn inbox địa chỉ mất trắng ngay lập tức đấy các bác nhá. Bởi vì sao? Bởi vì là không địa chỉ mà. Số điện thoại thì nó sử dụng SIM khuyến mại, SIM rác, kể cả số trang quy tế quý luôn, 32 36 38 39 4 5 nhá. Vấn đề hết, bởi vì rất nhiều em bị dính đã chia sẻ lại rồi. Em nói nó hơi nhanh vì số lượng kính em rất là lớn, nó hơi rất nhiều, hàng nghìn cái, cho nên em nói rất là nhanh. Vâng. Lúc nào cần ảnh chi tiết, em chưa gửi chi tiết, em sẽ chụp từ 30 đến 40 kiểu ảnh kèm theo video ngoài trời để phản ánh đúng chân tình, chân thực của kính đó, sản phẩm đó như thế nào ra làm sao. Đó là mã số 01 đã xong nhé, 8 triệu 2 còn tánh 200k. Luôn luôn đưa ra cái giá tốt, giá hợp tình, hợp lý, hợp lý túi tất cả túi quần của các bác. Đấy, mới sướng. Tiếp theo là mã số 02. Mã số 02 đây là một cái phiên bản rất là nổi tiếng luôn, đó là dòng Lamy Big nhá. Con này size 145. Size 145 thì không phải nghĩ rồi, size to bản to, cầu to. Cái size 140 nó đã bản nó to rồi, nhưng 145 mới lại to hơn size 140. Đấy, to hơn và cái bản nó cũng to hơn luôn. Và giá nó sẽ hơi mắc một chút xíu. Tuy nhiên tiền nào ở đấy, đắt sắt tan biến, hàng chuẩn năm nhất thì chơi bao giờ nó sẽ sướng hơn so với hàng chuẩn năm 2. Chuẩn năm 2 là sản xuất tại bản Nhật Bản, tái bản thập kỷ 92.000 để dùng, chất lượng sẽ kém hơn. Một số đối tượng bán kính bọc vàng vàng đúc của Nhật thì khi bán kính khác kèm theo cũng của Nhật đi theo lô theo thùng hàng mà. Còn bên em chỉ bán hàng chuẩn nhất là Anh Đức Pháp Mỹ thôi. Con này size tức là size ngang nó là 14, size càng là 45. Ốc sao tinh tế nhá, bản rất to nhá. Đấy. Thấy không? Hôm nay con này về luôn, em mới luôn vào ngay tròn nắng, con này xuất sắc là không điểm trừ gì rồi. Cầu giữa có chuyện vương và chữ Lamy Big này, càng phải là có chữ DOL và chuyện vương. Càng trái thì nó có chuyện vương này, và càng trái thì chữ chuyện vương hơi mờ. Cái này ve thay rồi này, còn lại tất cả zin hết nhá. Tất cả thông tin về kính em đều ghi bên dưới video rất là cẩn thận, nó rất là rõ ràng. Đây, càng phải đây, đó. Chuyện vương đều là, càng trái có cái chuyện vương nhỏ tí góc này nhưng mà mờ hết rồi, khó nhìn lắm. Và cái này size 145 nhé, đây là Lamy Big size 145 bọc vàng khắp xưa thập kỷ 1950-1960, hàng chuẩn cao nhất nhé, bọc vàng sáng gương đấy, thấy chưa? Mà bản rất to nhé, còn là một trong phiên bản là phiên bản limited edition. Vì size 145 mà của dòng Lamy Big là một trong dòng cực kỳ hiếm, bởi vì sao? Bởi vì khi người Pháp hay người châu Âu dòng size to bản to họ ít khi bán về Việt Nam lắm, đa phần họ giữ lại. Lưu ý nhé, cái size to bản to này thì là bác nào mà cao 1m7 đổ ra, to to bé mập mập thì đeo mới vừa, còn bác nào mà gầy gầy xương xương nhỏ đeo nó sẽ không vừa đâu. Đấy là phải trao đổi rất là rõ ràng luôn ạ. Và 145 cái kính này có giá là 13 triệu 500 nghìn và 13.500k,
một trang phiên bản rất hiếm gặp, vì dòng Lamy đa phần là 140 là nhiều, tức là đa phần là size 135 và 140 là nhiều, nhưng tuy nhiên con này sang 145 là sẽ đắt tiền hơn đấy, còn sang 140 thì sẽ rẻ tiền hơn. Con này giá là 13,5 triệu nhé. Đây là mã số 02 nhé, Lamy Big nhé, dòng Lamy nhé. Và trong dòng Lamy rất hiếm gặp bản to luôn đấy, 13,5 triệu nhé, rất là rẻ đấy ạ. Và 145 hiếm lắm ạ, rất là hiếm luôn ạ. Và đa số phần dòng Lamy này đa phần toàn 140 là nhiều, nhưng dùng riêng dòng Lamy này mà là 145 cực kỳ hiếm luôn. Tiếp theo là mã số 03. Mã số 03 đây là dòng Meckler chữ H, con này size 40. Dòng Meckler chữ H em về khá nhiều mà mỗi cây mỗi giá khác nhau, chênh nhau từ vài trăm vài triệu là chuyện hết sức bình thường, như cái đồng sản này các bạn muốn thôi. Và cái kính này có điểm trừ như nào, lỗi nào mà em sẽ nói luôn. Tức là cái ve này nó có một chấm xanh ở bên trái. Có trước đây em có một cây nó lại bị chấm phải, bên phải, những cái này là chấm trái. Có những cây trước nó cũng bị chấm trái nhưng lại chấm nhỏ, chấm kim. Cái này thì nó hơn chấm kim một tí. Đấy, lại phải chia sẻ thật luôn. Đấy, mà rõ ràng bên trái nhá. Đấy. Đấy. Thế thôi, thế còn lại thì tất cả là xuất sắc ạ. Còn bên trên của cái thanh cái bản này, bên trong lòng trong này thì nó có một cái điểm bẩn bẩn đây. Đấy đây, cái này trên đây. Đấy. Cái gạch đây, gọi là phết sức bên trong. Thế thôi. Là những điểm trừ còn lại là tất cả là xuất nét đẹp hết. Ở cầu giữa cái kính này là có chữ 1/10 12K số 50-20 size 140. Chuyên về nguyên zin. Nó có điểm trừ gì em đã nói rất rõ đấy. Và càng trái là số 140 này. Cái chuôi thì nó có cái chữ là cái gì? Khó nhìn quá. Meckler Germany mở rồi. Càng phải 140 biểu động logo. Càng phải đây. 140 biểu động logo đây. Càng trái 140 đây. Và cái chuôi này có chữ Meckler Germany thì nó hơi mờ. Mờ lắm rồi. Và đây có chữ Zenith. À, chữ Kansai nhầm. Kansai là cái hãng kính mà. Hãng kính nổi tiếng của Đức từ xưa mà. Một trong hãng rất nổi tiếng của Đức từ ngày xưa đấy. Và anh đeo lên bác này nhìn nhá. Và nó size 40 thì size to rồi. Thì bác đeo rất là sướng, rất là ok đấy ạ. Và em đeo để cho các bác ngắm nhìn thấy vẻ đẹp của kính như thế nào, ra làm sao. Tất cả thông tin về kính thì bây giờ cũng thế, em cũng rất là cẩn thận. Ngoái cổ, lắc cổ, ngoái đầu, lắc đầu. À, để minh chứng rằng đeo kính đối trước mặt. Thứ hai, không bao giờ nghiêng, xuống lệch rơi. Quay các góc cạnh góc độ này. Đấy, các bác nhìn theo. Quay các góc cạnh góc độ nhá. Để quan sát hết được vẻ đẹp của kính ra làm sao nào. Đấy là mọi thứ rất là rõ ràng, rất là yên tâm luôn đấy ạ. À, bên trong thì em cũng đã quay cận cảnh rồi. Rồi bên ngoài nhé, bên ngoài thì không có điểm gì chê cả, xuất sắc nhé. Và giá thì cũng tương đối tốt luôn. Và nó có những cái điểm trừ điểm lỗi gì em nói rất là rõ ràng. Nhưng chính vì thế giá rất là rẻ, giá cái này là 15.200.000 hoặc 15.200k nhé. Giá là 15.200.000 hoặc 15.200k. Bên ngoài thì xuất sắc, không có điểm trừ gì cả. Bên trong thì nó có điểm trừ em đã nói rồi, một cái chấm xanh ở bên ve trái thế thôi. Đấy, còn lại là ok hết. Và giá là 15.200.000. Đây là mã số 03 Meckler chính hãng, hàng của Đức xưa, Đức quốc xã thập quỷ 1950. Meckler chữ H size 140 có giá 15.200.000 hoặc là 15.200k. Giá là 15.200.000, 15.200k. Bác mua đâu mua? À, nên lựa chọn bán lâu năm, nó có thật uy tín ở Hà Nội, Sài Gòn. Em vào một số anh em kính cổ đồ cổ là 20 năm, 30 năm rồi. Địa chỉ và số điện thoại luôn luôn gắn liền trên tường kim cương song hành hơn 20 năm, hơn 20 năm. Duy nhất một địa chỉ, một số điện thoại luôn luôn gắn liền trên tường kim cương. Các bác mua kính cổ đồ cổ nên lưu ý là cũng chọn cái địa chỉ, số điện thoại lâu năm như này, kể cả trong nước ngoài nước. Không nên mua những cái đồ gỗ mà nó không có địa chỉ. Địa chỉ không rõ ràng, địa chỉ nó khuất, có nhìn khó tìm. Bởi vì rất nhiều đường bán giống hệt kính này, bán với giá 4 triệu, 5 triệu, 6 triệu, 7 triệu, hẹn là cổng siêu thị Oan này, rồi cổng cung hợp thể này, rồi là cổng trung tâm thương mại này, vứt đi hết, đối tượng đấy bán chuyên hàng rồng giả nhái như thế đấy. Vâng, rất là cảm ơn các xem video. Bây giờ tiếp xem giới thiệu là một cái mã số 04, là cái cơn, là cơn gì đây, hồi sau cho bác sẽ rõ. Đây, mã số 04 là cơn đây. Xem là cơn này, con này cơn bọc vàng. Đây là con lại tiếp, đây là con cơn chữ to tiếp, dòng cơn chữ to là em về khá nhiều. Rất nhiều luôn. Đấy. Con này size 52 chiều ngang 1,8 nhá, em về mấy chục cái cơn chữ to, mấy trăm cái cơn chữ nhỏ. Đấy, và mấy chục cây cơn chữ to và mấy hàng trăm cây cân chữ nhỏ, cho nên là mỗi cây nó mỗi giá khác nhau nhé. Đấy, nhưng bác lưu ý như thế, chứ không phải là cây nào nó cũng giống cái giá cây nào đâu. Và mỗi một phiên thì nó đều có những cái giá khác nhau. Và
Cái này kính này thì nó có rất rất nhiều vị trí, như chẳng hạn như chân ve, cầu, các thứ là đều còn nguyên tiết đĩa. Đấy, thế nó mới sướng chứ. À, gầm cầu dưới là chữ AO 1 trên 10 12 ca ghép thui ve nguyên zin. Rất sáng sủa nhá. À. Hai càng khác vào chiều là 5 phần 2 âm me áp lực của 1 trên 10 12 ghép. Chữ Vinh Hoa nhé, hay gọi là chữ to, cái là sản xuất giai đoạn thập kỷ từ 1960 đến 1970 nhé. Và bên này cũng thế này. Đấy, rất là rõ ràng nhá, chuôi ve nguyên zin. Size 52 chiều ngang 13,8, cái dòng cơ này em chia sẻ cũng nhanh thôi. Trong quá trình hơn 2 năm em bán tại nhà, lời trở trình thì em giới thiệu dòng này quá nhiều rồi. Và mỗi cây mỗi giá khác nhau nhá. Xuất sắc đấy ạ, còn vào. Đấy, cái này xuất sắc ạ, vâng. Cái kính này có giá là 14 triệu 600 gọi 14.600k nhá. Giá là 14 triệu 600 gọi 14.600k. Đây là mã số 04, cơn chữ to, chữ viết hoa đầy đầu. Giá là 14 triệu 600 gọi 14.600k nhá. Tất cả sản phẩm bán ra đều được qua chiếc bán test toàn cầu trên toàn thổ, bác yên tâm về giá cả của sản phẩm. Mua bán thế nên mới sướng, như còn mua bán mà hẹn linh tinh, hẹn lung tung, địa chỉ một nơi, nhà một nơi thì vứt đi hết. Rồi một số đối tượng như lập được cái trang, cái kênh, xong rồi là thuê cửa hàng bên Từ Liêm, Cầu Giấy cũng được 1 năm 2 năm ủ thuế quyền, rất nhiều em đã bị dính. Đặc biệt là kính cơn luôn đấy, có một số bác trước bác kể và dính về cái kính cơn của cửa hàng gì, kính ở bên huyện Từ Liêm, một anh dính bên Cầu Giấy, cho nên là mua bán kính của đồ cổ phải chọn cái địa chỉ và số điện thoại lâu năm, khẳng định tên tuổi thương hiệu, và quan trọng là tư vấn kính cổ đồ cổ được. Đấy, phải rõ ràng vì quy trình để mua bán rõ ràng, bác là chuyển khoản massive ship phút thì vui lòng là cọc 100 200k tùy theo giá trị. Mà thời gian bán hàng bên em cũng rất thoải mái, từ 8 giờ đến 11 giờ tối tất cả ngày tuần, không ngày nào cả ngày lễ Tết, với điều kiện bác điện thoại trước, tránh tình trạng đột xuất quá thì em đi thẩm định giá đồ cổ xưa. Bác điện thoại trước em sẽ nghiên thiết bán từ xa tại ngõ 390 Hồng Trinh. Đấy, cái quy trình mua bán là rõ ràng chứ không phải mập mờ rồi địa chỉ chỗ khuất chỗ khó nhìn chỗ khó tìm, thì đa phần là hàng giả, hàng nhái, kém chất lượng và hàng chuẩn O2. Hàng chuẩn O2 thì trông nó mới hơn nhưng mà dùng không bao hoàng được. Những đối tượng bán kính bọc vàng vàng đúc của Nhật thì bán kính khác kèm theo của Nhật, bởi vì đi theo lô, theo thùng hàng mà chất lượng không bao giờ bằng hàng chuẩn nhất đâu, kể cả quần áo hàng hiệu cũng thế thôi. Vâng, vừa rồi là các độ chia sẻ nhé. Bác là mua bán kính của đồ cổ nên mục cho đại nhà, có làm sao bạn được, tuyệt đối không mua nơi công cộng nhé. Vâng, vừa rồi là các độ chia sẻ quan điểm không lớp ở đời đâu, và những năm tháng công tác nước ngoài em đã nắm bắt được kinh nghiệm mà chia sẻ lại, kể cả những bộn đa cấp hay bộn điện thoại mạo danh lạc danh em cũng nói lên để các bác phòng tránh, tránh được cho anh em, bạn bè, người thân, người nhà, con cháu, rồi người cao tuổi, người lớn tuổi không mắc bẫy được những cuộc điện thoại mạo danh lần danh hoặc là những bộ đa cấp trá hình. Đấy, các bác hết sức lưu ý vấn đề đó. Mà bác đã yêu quý kính cổ kính xưa có thể like, share nhiều và nút đăng ký kênh một tiếng góc phải quả chuông để mỗi khi lên kênh hệ thống nút sẽ cử nhắn rút rút điện thoại luôn là ngay cho nóng mua đông rồi mà. Và xin chào và hẹn gặp lại như sau.